xin chào mọi người, đây chính là một server Discord của Sinh Tố Team dành cho ai là fan của Sinh Tố Team. Nơi này các bạn có thể giao lưu với bọn mình nè, hoặc là những bạn fan khác. Không những thế, Discord này còn có những trò mini game khác để cho các bạn chơi cho đỡ chán nữa. Ví dụ như là Naruto đó, hoặc là các bạn chơi bắt Pokemon. Và một trò được nhiều người trong cái Discord này thích nhất đó chính là trò ma sói. Nếu các bạn fan của Sinh Tố Team và muốn tham gia giao lưu với bọn mình thì đừng quên vào phần link ở bên dưới nhé. Đã chế tạo xong bộ giáp rồi. Thôi đi về thôi. Nè 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 nè. Ê ê. Cái gì? Cái gì? Đi theo tao. Abby của mày bị bệnh rồi. Cái gì? Đi, có chuyện. Abby của em bị bệnh. Đâu? Ừ. Đi, đi, đâu, đi, đâu, đi, đâu, đi, đâu. Nhanh lên. Dẫn em nhanh mẹ đi, em cần xem Abby như thế nào rồi. Đi vô. Đâu đó. Chết mày đã có. Ơi, cái gì vậy? Ê, cái gì đây đẩy cho mình vậy? Ôi, cho tôi lại coi. Ai sao nó cứ đẩy mình hoài vậy? Hello. Cái gì vậy? Thì ra tụi mày dụ tao hả? Đúng rồi. Trời ơi, tụi mày bắt tao làm cái gì vậy? Tất nhiên là vì bộ giáp xanh rồi. Đúng rồi. Tao không thích đâu. Tao có làm giám xanh gì hôm nay đâu. Thôi đừng có tao. Tụi tao đã biết hết rồi. Mày đừng có quên, tao từng làm việc cho Hi Ha nha mày. Nên cái giờ nào là tao biết hết, tao nắm trong lòng bàn tay hết, hiểu không? Thì ơi. Nghe gọi chưa à? Nhưng mà tao không có giám xanh. Hôm hôm thì đưa giáp xanh ra trước khi đúng là tụi tao. Mày chết mày rồi con. Chắc rồi. Cái này là gì vậy? Con khác. Hi Ha, cứu tao, nó nhúng tao nè. Tụi nó muốn tao lấy giám xanh đưa cho nó tụi nó đó. Ủa tại sao nơi bí hiểm như thế này mà hai tụi bay có thể tìm được hả? Trời ơi, ai biết đâu đi đại thì nó vô đó chà. Tại sao? Ủa? Hả? Tại sao? Trời ơi, vậy. Hello, con đi chưa qua. Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình chính là Hi Ha đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với một video mới của mình. Nhưng mà trước khi bắt đầu một video này, các bạn đừng quên để lại cho mình một nút like, một nút share để ủng hộ video cho mình. Và đừng quên qua đăng ký cho những hành vi khác của team Sinh Tố nha. Cũng như là đăng ký những cái kênh cái kênh gì của mình đó. Ê, cái gì vậy? Đi. Và ngày hôm nay các bạn biết làm gì không? Đó chính là mình đã đạt đủ 70.000 like rồi. Đến lúc phải đi tìm thằng Huy để có bộ giáp xanh rồi. Lọt đi. Lọt đi trời. Cũng đi. Ê, gì vậy? Đồ. Thôi đền bù cho cục khác lắp lại giùm cho. Tào lao quá, nhưng mà qua đây làm. Qua đây làm cái gì? Là mình có cái gì nè, đi theo tôi. Cái gì là có cái gì? Nhanh lên, hồi nãy giờ trời ơi ông ngọn chào hoài ở cái chỗ con cá. Thì chỗ con cá đó giờ đó mà. Nè. Ủa, ai thi công vậy ta? Ủa, nhìn giống cái hang quá nè trời. Ê, hình như cái này là cái hang á. Theo tôi tìm hiểu, tôi thấy nãy giờ nó là cái hang á. Bây giờ tôi với ông đi đào quặng không? Được, ok. Nhưng mà tôi đang cần tìm Huy á. Thì đi đào trước đi rồi tìm nó sao. Ủa, trong này tơ nhện dữ trời. Ui, có thang nè. Đây, tôi đào luôn. Trời ơi, tơ nhện là bà phải đập bằng kiếm kim cương thì mới được. Kiếm kim cương hả? Tôi có kiếm kim cương nè. Kiếm thường thôi cũng được, nghĩ sao khi kiếm là đập được rồi. Đập bằng này lâu lắm. Sao lại có cái hang này nằm ở giữa nhà mình trời. Làng mình chứ lộn. Đi. Nhà mình hoài. Thôi đi vô đây. Trời ơi, trời ơi. Quá gì vậy? Thì ra là vậy. Hiểu rồi. Vô. Vậy thì. Trời ơi, hôm nay tao lại quay vô. Mày lên trời ơi, tơ nhện nhiều dữ vậy. Ngày hôm nay đơn giản ghê tụi bay ơi. Không hề đơn giản đâu. Trời ơi. Chạy. Đồ.
nghỉ trò chơi. Chơi sao? Quẹo đi chi tìm hai người kia. Đi tìm hai người kia. Dẫn đây được rồi. Rồi đi xuống. Trời ơi. Ui vậy. Cái gì vậy? Ôi mệt ông quá nha, để tôi đi chơi. Rồi. Trời ơi. Rồi. Dẹp xe đi. Trời ơi. Có cảnh luôn hả? Ừ. Cái gì vậy? Tôi chuẩn bị rồi, còn cảnh có Chloe nữa nè. Hôm nay chúng ta sẽ trở thành những công chúa Slav siêu mạnh đi. Ủa Huy đâu rồi? Ủa Huy đâu ta? Huy đâu rồi? Lại đó. Giờ cứu mày là được rồi. Hello. Hello cái gì? Chim ơi. Mày đây giáp chân cho tụi tao. Mày đâu? Chim ơi, cho tụi tao. Đây nè, đây đây. Ở cánh giờ cánh đây. Ở cánh chim ơi. Đây đây đây. Đây đây đây. Mày giỡn rồi mày. Trời ơi, mày giỡn rồi mày. Mày giỡn rồi mày. Bây giờ tụi mày đánh chưa? Để đánh nha, mày bay đi ta. Để công chúa gì làm chưa? Đập đó, đập đó, đập đó. Mày mà. Nó giả đồng tao rồi, đau quá. Rồi lại đây ngon thì lại đây. Nè tao lại được. Đâu mình? Xuống. Cầm kiếm lên. Đâu, chết rồi. Ê, đứa nào bay? Ây da. Lên. Anh chị ơi, mày bay cái gì vậy? Ủa mà tôi có đưa cánh cho Quỳ chưa? Chưa. Ủa thiệt luôn hả? Đấm bà quá, nãy tôi la quá trời kêu đưa cho nhỏ, ông đưa. Nè, cho nè. Chơi vậy mày. Ừ, nó muốn chết luôn. Chơi vậy mày. Vô coi thử xanh hôm nay xanh gì coi. Đó, để mở coi xanh gì. Ê, đừng bắt. Chưa kịp nói luôn mà, làm gì có xanh nào. Ủa sao không có xanh? Tại vì chưa gắn vô đó, đóng cửa lại. Tại sao mày không đắt? Tụi nó tới. Mi suốt ngày nghịch quá à. Ừ, nghịch nhất cục. Ôi kìa. Quậy nhiều quá hư nha. Quá, ủa xanh vậy? Nhìn lạ liền. Ủa này giống Nightmare San vậy? Nó không phải là Nightmare San mà nó là Night. Lắm nữa rồi. Đây. Nó là Nightmare. Mày thấy ngôi sao không? Mày thấy ngôi sao mày đoán tên nó đi. Thấy ngôi sao chính giữa cái ngực nó không? Vậy nó là Star Nightmare. Sai. Star Nightmare à? Không. Lẽ là con gì tên gì? Nó là cái gì ta? Shadow Dream San. Bộ giáp San siêu VIP của Huy đây. Đây có lẽ là một trong những San nha. Một trong những con San ám nhất, đen nhất trong số các bạn mà đã xài. Là sao mày? Ủa, là sao? Chết rồi. Xài thì cái gì vậy? Chết rồi. Để tao phiên dịch lại nè. Đó, thì đó là một con trong những con San mà mày đã xài đó nha. Ok. Đen nhất, hắc ám nhất mà mày đã từng xài. San này có những xúc tu. xúc tu mà, đâu ai gọi là xúc tu đâu, mày bị khùng hả? Trời ơi, ngôn ngữ tiếng Việt kỳ quá à, mấy bạn không biết dịch chưa? Xúc tu màu đen bộc ra từ đằng sau lưng rất ngầu. Đặc biệt nó là một cái hình ngôi sao ở giữa ngực nữa đó. San này con tên gì? Mày không đưa tên sao tao biết? Mày quá bên trái bên kia mày đập đi. Trời ơi. Công thức chế tạo bước 1 như lẽ đương nhiên mày phải đạt
70.000 like thì mới có động lực làm sanh tiếp chứ. Ok bạn ơi, nhớ nha, theo cứ sanh của Huy là cứ bạn bạn cứ giúp mình lên được 70.000 like là mình có bộ giáp sanh mới rồi. Ôi gì công an vô đây này. Cảnh sát bướm xì lam tới đây. Hồi nãy tôi mới lấy ở trong trụ sở cảnh sát á. Nên các bạn hãy giúp mình lên được 70.000 like để mình có bộ giáp xanh mới nữa nha. Và muốn làm xanh gì khi mà đạt đủ 70.000 like các bạn cũng comment ở bên dưới luôn nha. Nhớ nha, giúp mình lên được 70.000 like đi. Rồi, bước 2. Nguyên liệu 10 obsidian, 1 nether star, 15 kim cương, 10 hạt vàng kết hợp và vứt xuống đất nó sẽ gộp thành. Biết đọc ta đâu? Cần hướng dẫn đọc tên không? Chảy mày. Một khóa, một khóa làm học tiếng Anh. Đọc nè, nó tên là Sato Dream Sun. Mà đọc Dream Sun đi cho nhanh. Sato Red Dream Sun nữa. Thôi tên dài dữ khó đọc ơi. Rồi đọc Dream Sun là được rồi. Cho dễ quen, dễ nhớ. Thôi chừng Dream Sun là một con khác nữa ba. Ok. Sato Dream Sun. Dream Sun, Dream Sun. Bây giờ đi lấy công thức thôi. Nhanh lên, nhanh lên. Đi thôi. Ơi, bây giờ. Tôi lấy xong cho ông rồi. Cái gì? Ơi. Gì à? Gì giống? Tôi muốn nói là tôi đi lấy về nè. Đâu? 15 kim cương. 10 hạt vàng, 1 sao nê thờ ai, 11 obsidian. Ở đâu? Ủa? Hồi nãy tôi nghe hi ai với ông đọc ở trong kia thôi. Cả em một cái nè. Quay gì em, mình có đủ bộ giáp xanh rồi, đi thôi anh em. Ủa, đủ rồi hả? Có 10 hạt vàng đâu. Đi. Đủ rồi. Vậy là quá nhanh vậy. Trời ơi, cái biệt đội HIH này của mình quá đỉnh cao luôn các bạn. Làm quá vậy nè. Rớp rẻn là chúng ta không có đầy đủ rồi. Hồi đó con mình tôi à, mỗi lần mà làm bộ giáp xanh là chạy thấy bà nội luôn. Chạy lên, đi. Trời ơi, con tôi bây giờ hơi bị dễ đó bạn. Lên đi, tôi đeo. Đây, bây giờ chơi thử bộ giáp coi có cái gì đặc biệt luôn không? Trời ơi, mình phải làm rớp rẻn luôn. Mười ốc, ok. Ui giời ơi. Trời ơi, đen quá bay ơi. Ôi giời ơi. Ôi. Ơi. Chị Mai. Đây. Chị Mai. Chuyện quá đi. Đừng sai chị Mai ơi. Đâu. Coi mà. Ok, coi thôi mà. Đâu làm gì đâu. Huy kỳ cục. Chị Mai. Biết anh ơi. Trời ơi. Tao lên cái tên sao này tên gì nữa thì Mai ơi. Cái này tên là Satoret Dream Sun. Satoret mà thêm chữ Red vô nghe kỳ quá. Satoret Dream Sun. Satoret Dream Sun. Cái này bỏ đi. Nói chung là nãy mà đi màu đen. Sạch quá sạch. Quay mà tao mà. Thì tao bật coi tao mới nói đó. Trời ơi lại cái quét sạch này. Quét sạch này là phải để vô để phá làng cho nó đã. Bây giờ tôi sẽ cho ông vài công cụ để test chiêu nè. Tôi đi trước đây. Phòng chiêu đó. Đó, căn phòng này á, con nào mà bước vô chỉ có đốt mà chết thôi, không đi ra, không đi vô được. Thiệt luôn hả? Căn phòng này á. Cho tao dám được. Coi, phá được. Ông có bị ảnh không vậy? Ui. Không phá được luôn. Ui chết hay gì đó, dạ ơi. Ngươi nó đi bụi rồi. Ở trong đèn cầu mới nè, hả? Ông chống tí, dành tí. Đừng. Ôi giời ơi. Nha ơi, đặt trong điện cụ nè, ông xử tụi nó đi. Nhưng mà cái trong chống TNT á, mày quăng lên trời, quăng lúc lâu đây mày sẽ thấy là cái TNT nó nổ xung quanh như trong chống tre của Doraemon. Ủa đứng ở giữa không bị luôn. Ai vậy con xa này phải tặng cho tôi chứ. No. Trong chống tre của Jimmy Cute. Lướt, à cái này là lướt như chưa mình nước ra đi cơn sông. Rồi mà lướt này hơi bị hay nha, lướt này, từ. Nha. Cua nó ăn thịt ăn, mà lóc luôn hả? Đúng vậy, với lại á, mày đi chơi vô ta đây. Má ơi luôn. Ây da. Ây da. Tao mày cầm cái lưới đó tao đụng vô mày là tư. À hiểu rồi. Tao cầm cái lưới ID ngang qua tao là nó dính liền đúng không? Đúng như vậy đâu. Tiếp theo là lốc xoáy quay cuồng. Ây, ông có thể nào ông quậy gì ông đừng quậy thì mét của tôi được. Hết vốn rồi. Đừng quýnh tao nha. Ôi. Ôi lộn chiêu rồi, chiêu này tính ra nó phải mang tên khác mới đúng chứ. Tao thấy quay cuồng mà lọt mấy cái đe xuống là sao mày, người quăng vậy. Cái này là phải đổi tên thành ngang cân. Ây da, ây da, bị kẹt coi, kẹt coi. Tao giúp mày nha Huy. Giúp tao đi. Trời ơi. Mà cái đe không bể. Mày phải dùng cái lướt mày cứu tao ra. Dạ chưa. Ông dùng lava đi cho Weeper lên. Nó chết luôn rồi. Đi vô lại quậy đi. Go.
Ê con gì vậy? Ồ vậy? Sao cái vậy? Sao cái vậy? Mày gì vậy? Ôi, mày cái bé kìa. Mày chạy đâu vậy? Ai chạy? Chị ơi. Mọi người lên cho đi, đi đi phòng coi bị đè lên ba. Cao đi. Ôi là, ôi rồi, ôi rồi. Điêu cao lên, điêu cao lên. Ờ ờ. Ôi trời ơi. Go. Ôi đây đây, cả là lỗi con. Mọi người đánh kìa, đánh thằng Huy kìa. Cứu tao, cứu tao, cứu tao. Cứu tao, cứu tao, cứu tao, cứu tao. Cứu tao, cứu tao, cứu tao, cứu tao. Không biết mà bạn. Ùm, bơi trong lava. Hay quá, hay quá, bơi trong lava gì vậy? Nhập trong lava đi. Trời ơi, trời ơi. Quách thằng lơ, tao tới đây. Trời ơi, trời ơi. Mày đang làm cái gì vậy? Biết là ngày của tao. Mày mày mà cứu tao cái, tôi gã nó đang quánh tao nè. Mày, ôi trời ơi. Anh ơi, gây á, gây á, gây á. Vip liền, vip liền. Đứng gần nhà nhà đi, nhà nó không đây, đây. Okay. Nhà nó tự phá nhà nó không kìa. Dạ. Trời ơi. Ui ôi, cái sao mình luôn là bao nhiêu vậy? Mình lại thất bại rồi anh em ơi. Ôi, đặc sản luôn. Đặc sản. Đâu hết rồi ta, mấy con hàng đâu hết rồi ta. Đông rồi, đông rồi. Trời ơi. Lava không vậy? Không nghĩ là tụi nó trốn trong lava. Mày lục phát coi. Mày trốn sao vậy? Ủa? Nhà tu gà. Nhà tu gà. Nhà tu gà. Rồi bây giờ anh em build cao đi, đừng có đi dưới đất cháy đó. Ê à ơi, phá nhà tôi luôn đi, dắt nhà nó đi qua nhà tôi. Từ từ, tôi đang ăn lava bớt đây. Trời ơi, lava bớt đây. Lava không rồi, lava cái này, lava không sao bớt đâu. Sao lava vậy á? Một thể đi chắc ơi. Ôi ôi ôi. Thấy với mày. Ôi dồi, đang bay kia, đang bay kia. Ôi 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 ôi. Phá giá này mày. Phá giá, phá giá. Mày cười không, mày cười không? Ây da. Leo leo, tao có nước đỡ nha, tao có nước rồi. Tao có nước rồi. Anh Huy, anh Huy. Ây da. Hay quá kìa ơi. Hay quá Chi ơi. Ôi dồi, xíu nữa tao chết rồi. Nhắc nè. Ủa sao nó ơi. Đâu, ây. Ơ, chết tụi nó rồi. Ôi trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Ôi, trong trong kia nè, TNT. Để giác tao xịn cho. Tao sẽ xử tao Huy để không ai làm cho mày hết. Chỉ có tao mới làm được thôi. Ti ơi, cứu giúp mày. Ở trên nóc nhà giúp mày. Giúp mày ở trên nóc nhà nè. Huy rồi, thằng Huy đây rồi, tao sẽ xử thằng Huy. Mày, mày, mày. Ây, 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 ây. Tao đã xử được thằng Huy rồi. Ôi, bay ra thôi giúp mày. Nghe nè, 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 nghe nè. Đóng gói mày hàng chống đói liền. Hello. Ê! Mới vừa thoát cái chỗ là qua xong. Mày không nghe lời chị mày, mày đi quậy. Ê! Coi tụi, coi tụi nha. Chị Navi đi vòng vòng tham quan hả chị Navi? Nhà tao nè, chỗ chỗ tao nè, nhìn nè, nhìn nè, chỗ đây. Mày chạy chơi gì? Mày chơi đang bơi trong lava phê không? Bơi trong ocean. Ở dưới kìa. Đóng gói mày hàng trống đói liền. Sao nhả chứ chơi? Trống đói không? Đừng có đóng hộp như trống đói nữa. Đâu có trống đói nữa đâu, dọn liền đi luôn rồi. Dọn liền đi đi ơi. Giữ bọn nó đi. Ở kìa, trời, buồn hương. Dọn liền kìa. Mày đi chạy đi, chạy đi, chạy đi. Ôi ôi, gì anh lướt trên mặt nước kìa, dũng lắm luôn. Mày à, chết tao rồi. Dạ, đi và không cho yên nữa. À, vô nước, trời vô tôi gà xịn. Ở đâu ra mà đồ tôi gà xịn vậy? Ôi, ai nghe mày đứng game rồi. Trời ơi, trời ơi. Ôi, trời ơi. Đi cùng nhau, chết cùng nhau hả? Thời này đâu có. Ê, con kêu tiếng gì vậy? Sao vậy? Tiếng Ami hả? Tiếng Nguyên Huy hả? Dạ dạ. Nó dám chọc tao kìa. Ê, chết rồi. Ngồi bàn lava. Ê ơi, nhiều lava quá. Thôi coi một chỗ không lava đi, sao chỗ nào không lava vậy? Tụi mày đã một chưa?
ơi, nổ ghê bạn. Happy New. Bắt cái làng rồi. Còn gì là cái làng nữa? Ôi giời ơi. Happy New Year. Ôi trời, nhặt cái đe luôn rồi kìa. Con cá đi bụi, con bay ơi. Con lừa, con lừa. Ai bị phiên bản tôn à? Ủa nó chết hết luôn rồi, anh ơi nó đi đâu cũng tiêu hết luôn rồi. Mọi người ơi, cô chân tới kìa. Đây đâu, đâu, đâu. Ê, chạy, 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 ôi nhìn phê đẹp quá bạn. Tôi biết. Thôi nhìn nó rớt theo từng đường nhìn đẹp quá trưởng. Ha, thôi video này đến đây thôi, các bạn nhớ là giúp mình lên 7. Mặc nhật mày ôi nghe, mặc mày ôi nghe lên đây. Mọi người like để mình có động lực làm tiếp xanh mới nha. Với lại các bạn nhớ là xanh gì hãy comment luôn. Yeah, vô. Ôi trời ơi. Bây giờ hẹn gặp lại bạn nhớ video tiếp theo. Bye bye. Anh chào bạn chơi. Đi comment hả? Bye bye. Bye bye. Ăn hết block rồi. Bye bye.